lá xưa của áo. Con này rất là độc nha mình. Đây săn lá xưa của áo nè. Con này rất là độc luôn. Đây. Săn lá xưa của áo ha, con này rất là độc nè. Biết sao độc không? Cái bùng đốt của nó gật được nè. Và cái này là cây xì lim. Cây này hả, chưa lên lửa luôn. Nó chỉ có bụi đá, nó bụi đá bụi bụi đá nó mình do mình sẹt đá theo thời gian á, lâu 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 ngày, lâu lâu năm, lâu tháng á, tại vì nó là săn lá xưa của áo mà nó đồ xưa, cho nên là do sẹt sẹt này nè, nó sẹt như vậy đó, cho nên là nó ra cái tia đá, do bụi đá nó dơ thôi, chứ nó chưa có lên lửa, nó hàng còn trinh ha. Điểm rút ruột cho mình coi đây, nó bùng đốt của nó gật lên gật được gật xuống được này, thấy không, rất là độc ha. Đó. Cái miếng trắng xăng của nó làm cũng bằng bằng kim loại luôn, rất là độc, nó rất là kỹ. Miếng trắng xăng của nó cũng bằng kim loại luôn này, rất là kỹ, thấy không, kỹ y chang như con tử đồng đức vậy đó, rất là kỹ, làm rất là kỹ luôn nè. Bùn đốt của nó gần như vậy tiện cho manh vệ sinh nó dễ đó ha. Tình trạng rất là đẹp, tình trạng chưa lên lửa mà thì nó đẹp cỡ nào mà anh biết rồi, rất là đẹp ha. Đó là dòng xì lim nha, thường cái dòng săn lá xưa của áo này nè, nó chỉ có dòng to thôi, nhưng mà con này con xì lim rất là độc ha, rất là hiếm.